Chồng bị vợ bắn khi dẫn bồ nhí đi bầu cử ở Thái Lan. Một người phụ nữ bị bắt giữ tại tỉnh Samut Prakan, Thái Lan, sau khi nổ súng vào chồng mình khi ông dẫn vợ bé đi bầu cử ngày 14 tháng 5. Theo cảnh sát Thái Lan, vụ việc xảy ra vào 12 giờ 20 phút giờ địa phương. Người chồng, 63 tuổi, lái xe bán tải đưa vợ bé đi bầu cử tại điểm bỏ phiếu ở một trường tiểu học. Người vợ chính thức, tên Samon, 61 tuổi, chờ họ ở trước cổng trường và yêu cầu chồng mình dừng xe, nhưng người chồng vẫn tiếp tục đi. Theo các đoạn video được camera an ninh ghi lại, bà Samon nổ một phát súng vào xe trước khi nhảy lên đằng sau xe. Bà bắn tiếp hai phát súng, trong đó một phát trúng lưng chồng. Sau đó, chiếc xe mất kiểm soát và lao vào một trạm điện. Bà Samon nhảy khỏi xe và tiếp tục lấy dao đâm chồng mình, hai nhát vào bắp đùi khi ông vẫn còn ngồi trên ghế lái. Trong khi đó, người vợ bé nhảy khỏi xe và bỏ chạy. Sau vụ tấn công, bà Samon chờ đợi cảnh sát ở hiện trường để đầu thú. Cảnh sát phát hiện bà mang theo một khẩu súng lục và một con dao. Bà Samon cho biết mình và chồng kết hôn từ năm 1983. Những người con của họ đều đã trưởng thành. Tuy nhiên, người chồng đã rời bỏ bà để đi với vợ bé từ nhiều năm trước. Lần cuối hai người gặp nhau từ năm 2019, bà Samon đã nhiều lần cố gắng gặp chồng nhưng bị lảng tránh. Vì cay đắng, bà quyết định tấn công chồng mình sau khi biết ông sẽ cùng vợ bé đi bầu cử. Nghi phạm đã bị cáo buộc tội âm mưu giết người và mang súng trái phép ở nơi công cộng, Bangkok Post cho biết.